Hello tất cả anh em, welcome anh em tiếp tục tới với tập tiếp theo trong series sinh tồn The Infect cùng Trung Kênh Gaming nha anh em. Cái và tập này thì mình cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị những cái thứ coi như là cần thiết để mà có thể đảm bảo an toàn đi qua một cái vùng mới nha anh em. Đây tôi định là đi qua cái làng nhỏ nhỏ ở phía dưới này nè anh em, để hy vọng có thể kiếm được một con xe. Thì nó random mà anh em, con xe tải đó nó sẽ xuất hiện random trong những cái làng trên map, cho nên là không biết số tôi có may mắn hay không ấy. Và trước khi đi để xem tôi sẽ chuẩn bị, ok mình nên làm một ít sắt anh em, tại vì tôi đang muốn đây anh em, tôi đang muốn xây đồ sắt, đồ iron. Đây cái công cụ nè anh em thấy không, tôi có thể xây những cái thứ bằng steel này nè thì tôi chưa có, nhưng mà tôi có thể xây đây iron anh em, một cái rìu bằng sắt và một cái cuốc sắt nha. Đấy mình xây trước cái này đi để mình có thể coi như là mình chặt củi, mình chặt cây anh em, và đập đá cho nó nhanh hơn một tí, cho cái cuộc sống coi như là đi buôn gỗ và buôn đá lậu của tôi nó thêm cái phần nhanh hơn tí nha anh em. Và để tôi xem mấy giờ, thấy mẹ rồi hết 1 tuần rồi nè anh em, chưa gì đã 9 giờ tối, tụi nó lại sắp tới nữa rồi. Và tôi nghĩ là tụi nó cũng sẽ đây, tụi nó cũng sẽ vô cái khu này anh em, cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ xây thêm mấy cái hàng rào kẽm gai ngay đây đi. Đây hôm bữa có anh em nói đây, chắc tôi đây mình xây, kêu tôi xây cái hàng rào chắn ở đây luôn anh em, để mình nhốt zombie lại cho vui. Nhưng mà cái đám zombie này nó rất là ồn ào anh em, cái tiếng la của nó nghe rất là tởm, cho nên là để nó đập nhà tôi và nó nghe nó cứ la suốt ngày tôi nhức đầu lắm, cho nên là thôi mình cứ quyết tâm tiêu diệt tụi nó đi anh em. Đây tụi nó hay đứng ngay góc này nè, cho nên là tôi sẽ đấy ngay đây luôn. Và ok ngay đây ắt tụi nó vào đây, và để tôi xem nếu như mà tối nay nó ra, nếu như tôi không đá không lầm thì nó sẽ ra 13 con á anh em, và cho cái khúc này nó sáng lên tí. Đúng rồi, tại vì tôi nghĩ là mỗi một ngày nó sẽ tăng thêm số lượng zombie hay sao á, mỗi ngày 1 con hay sao ấy. Để lát nữa tôi xem thử coi có đúng không nha. Furniture đây tôi để ở đây cho nó sáng coi, cái khúc này nó tối quá. Đây mấy khúc này để tiết kiệm điện thì tôi sẽ xây đây mấy ngọn đuốc thôi anh em, không cần phải bóng đèn đâu, bóng đèn này nó tốn 10 điện luôn. Đây và để tôi xem đây tôi trữ được 5.000 điện anh em, và tôi phải tắt bớt mấy cái đây mấy cái máy bơm nước và một vài cái máy, đây một đống cái máy coi như gọi là lấy dầu nha anh em. Đây bây giờ có điện rồi tôi sẽ bật nó lên lại đi. Đây để có dầu, để đang tôi đang mục tiêu là muốn xây thêm cái áo giáp mà anh em, nhưng mà hành trình khá là khó khăn, khá là xa, xây cái đó tốn kém quá. Giờ okay, giờ đi chặt cây tiếp xem. Chặt cây xong thì đập đá, đập đá để mà đem nấu để có sắt nha anh em. Hình như tôi đang thiếu sắt để mà xây với cái cuốc chim lắm. Ủa gì vậy? Mẹ con dê nó la làm hết hồn. Kiểu trời tối vậy nè anh em, nên làm cái gì cũng cũng cảm thấy sợ, nghe cái tiếng gì nó động đậy nó rục rịch cũng sợ anh em. Ôi má nặng quá. Đóng lại ok mình vô mình nấu sắt tiếp đi. Cái như tôi xây được một cái rồi đó anh em, có ba iron nè. Đây tôi sẽ xây cái đầu tiên là cái chặt cây trước đi. Đâu rồi để xem đây mình phải có một cái cái đe bằng sắt trước, iron ingot rồi xong rồi sẽ chế bằng hình như một cái cây gỗ nữa hay sao ấy. Đâu rồi xem, đúng rồi một cái stick anh em. Và đây rồi bỏ vào. Ủa không phải xây trên đây à, giờ chắc workbench nữa. Ủa sao lạ vậy, hay là advance? Đúng rồi tôi nghĩ là cái này nè anh em. Đúng rồi mấy cái đồ xịn sò sau này là mình phải dùng cái. Ủa tại sao không được? À quên quên tôi full đồ rồi. Đây đây mình phải bỏ cái này xuống chứ. Ok đấy, đâu lấy nhiều sắt ra xem. Ngon lành anh em, và để tôi đi chặt cây để xem mấy giờ rồi. Mẹ tự nhiên đang chặt cây tôi nó lại mò tới nữa thì khổ. Đợi chặt xem coi có nhanh hơn không anh em. Ôi ngon, chặt 2 cái là xong rồi này.
Ôi ơi, đúng là đồ sắt nó có khác anh em ơi. Đây mình đem ít cây vào đi. Và để tôi xem, để tôi chắc tôi xây một cái chỗ đựng đồ ở đây đi anh em. Đúng rồi, đựng gỗ ngay đây đi, để có gì mình storage nè. Đây mình có gì mình lấy gỗ vào cho nó lẹ. Stick lót đây, lót đây. Để ngay ngoài này luôn. Qua đây tí. Đây cây lót của tôi rất là nhiều. Bây giờ thì cứ để đây đi, lót. Và bên đây á, thì sẽ để thêm chỗ đựng củi để mà đốt. Cái lò nung nó cần rất là nhiều củi anh em. Đâu rồi? Lăng firewood đây. Và firewood thì tôi để ngay đây đi. Nào ngay đây được không? Cũng được, rồi chơi luôn. Rồi, cất lên. À quên, tôi có cái xe đẩy này để làm gì? Đây, đây để cất cái lên xem. Cái này làm sao để lên? À, vậy hả? À ok, hiểu rồi. Ôi lửa lên và thế là chúng ta sẽ có ok món sắt nướng nha anh em. Còn bên đây hình như đã xong rồi nè. 2 3 4 5. Ok, 5 cái. Đấy, được thêm hai cục sắt nữa rồi, bây giờ thêm mấy cục nữa đi, thêm ba cục đá nữa mới đủ anh em, đi lượm thêm đá nữa mới đủ. Đây tôi nhớ đá nó cũng rớt xung quanh đây mà. À không, cái máy lấy đá của bên này, đúng rồi, quên có máy không xài. Ôi horn event active 13/13, đúng như tôi nói luôn anh em, phải xem lại cái đã. Đúng rồi anh em, mỗi một ngày á, mỗi một đêm, mỗi một ngày trôi qua thì nó sẽ tăng thêm số lượng là một con nha anh em. Và để tôi xem. Ồ, mình đứng trên đây nè, mình có thể nhìn thấy tụi nó này anh em. Quên, tại sao không? Tại sao tôi không xây một cái lan can đứng trên đây bắn cung cho vui ha? Đúng không anh em? Để lát xong cái này coi, để tôi thử xem. Đâu rồi mà sao chưa thấy tụi nó tới? Mẹ không biết nó có đi đường khác vào hay không nữa. Kiểu tôi sợ số lượng nó tăng lên, nên anh em bắt đầu cái AI nó đông lên, thế là nó đi đường khác vô. Đi cái chỗ này thấy chật quá, đi đường khác vào thôi, chứ không có gì hết á. Ok, cho tao thấy chưa? Ôi, lại nó lại ra đây nữa sao ấy, coi. Đúng rồi kìa anh em, đây tụi nó, anh em thấy tụi nó bị giật không đó, tụi nó bị hàng rào kẽm gai của tôi đâm. Mẹ tôi bị đang bị mất máu rồi anh em, tôi chưa có đồ bảo vệ cho nên là khoan hãy đi ra đi. Ủa mày ấy, ủa nó còn đâu nữa sao á anh em, hình như là bên này nó hay sao này, đúng không? Đúng rồi, cái kia, ôi giời ơi, ôi giời ơi, mày giỡn mặt. Ôi ôi, hóa ra tụi nó qua đây nữa này anh em, thấy chưa, tôi nói mà. Chết mẹ rồi, cái đám này nó khủng quá. Sao hình như càng ngày nó càng trâu hay sao á anh em. Mấy con này trước tôi chặt có hai ba cái là nó chết rồi, sao bây giờ? Để sao bây giờ chặt quá trời mới chết này. Nào 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 nào. Mẹ xong đêm nay phải xây luôn cái hàng rào kẽm gai hết xung quanh đây đi anh em ơi, chứ không thôi là tiêu. Mày giỡn mặt. Ôi nó đập. Ui. Rồi, còn một con nữa. Xiên mày luôn. Đâu rồi. Quý shit. Đây đây. Xiên mày luôn này. Mà khổ từng zombie. Ok, tiếp tục với vào xem có đủ đá chưa để xây cái cút chim nữa là đủ anh em. Đập đá cho nhanh. Hình như đủ rồi. Đấy. Và chắc là cũng chế ở trong cái bàn xịn sò này chứ gì. Ok, Iron pickup. Okay, mà tôi nghĩ là tôi nên đi ngủ đi anh em. Trời tối rồi mình không thấy cái mẹ gì hết, đi ngủ đi. Rồi trời sáng là tiếp tục làm việc thôi. Anh em tôi thấy có cái áo, hai cái áo mà anh em là dễ chất nhất chế nhất nè. Đây một cái áo nó cộng, hai cái đều cộng thêm một giáp, nhưng mà một cái này nó cộng thêm sức nóng nha anh em, cho nên nó có ba cloth. Cái này thì trừ 10 sức nóng nè, cho nên bốn cloth. Tôi sẽ chế cái áo trắng semi, ở cái áo thun trắng này thử xem anh em. Và grab on work bên đây, grab ở trên đây nè anh em. Rồi, để tôi thử xem. Tiếp tháp bốn cái. Đây được một cái áo. Rồi mặc vào. Đây nó tự mặc vào nha anh em. Đây tôi được hai armor rồi. Đây để xem còn có gì chế, cái gì dễ dễ để mình chế nữa không.
Ấy thêm một con quạ nữa nha anh em. Ok, hình như là tôi đã đủ lông rồi đó anh em. Rồi tôi đủ lông để chế thêm một cái áo gì gì đó. Đâu để tôi xem. Anh em tôi đã có thể chế được cái áo giáp nè và một cái quần của anh em, nhưng mà thiếu lông, hơi thiếu lông. Bây giờ tôi sẽ cái áo thử coi. Đây một cái áo kiểu như cái áo mưa nè anh em. Không mà mình có áo này rồi, nếu vậy thôi mình chế quần đi. Đúng rồi, mình chế quần đi anh em. 20 plant fiber và 12 feather. Ok, hình như tôi có đủ rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. 20 plant fiber và 12 leather. Ok, đã có quần nhé. Đây, có nón, có áo, có quần, thiếu đôi giày. Để tôi xem luôn đi. Nếu như đôi giày dễ chế thì mình sẽ chế luôn nha anh em. Giày thì có mỗi cái giày này. Mẹ cần có Kevlar rồi anh em ơi. Cái Kevlar này rất là khó, để mà chế. Thôi tôi nghĩ như vậy là được rồi đó anh em. Tôi nghĩ như đây là để mình có thể đủ để mà mình đi rồi đó. Ra bây giờ tôi sẽ save lại cái đi. Mình lên đường nha anh em. Để tôi check lại lần cuối coi. Đây hồi nãy tôi lượm được một cái bắp nè anh em. Cái bắp nè. Đây. Okay, và nếu như đi tới đâu thì tôi, nếu như không về kịp á anh em, bây giờ là 4 giờ chiều, nếu như không kịp thì tôi sẽ xây tạm bợ một cái lều, kiểu như một cái shelter á anh em, một cái khu vực mình để mình ở qua đêm, không cần phải về nhà đâu anh em, tại đi khá là xa. Ấy nhưng mà trước khi đi thì tôi phải đem theo một ít đồ ăn cái. Để ăn luôn đi. Đây và lấy luôn thịt dry meat, thịt khô đến em. Đây mình sinh tồn thì cái thịt khô này á là ưu tiên nha anh em, tại vì nó để được lâu. Đây. Có thể kéo dài thời gian sinh tồn, nó phải vậy anh em, chứ đâu thể nào mà ăn uống nó ngon lành được giống như ở nhà đâu. Ở nhà tôi còn có canh bắp canh hành để mà ăn, bây giờ thì không có canh hành nữa đâu. Và bây giờ thì tôi nghĩ là tôi phải ok uống nước nữa chứ. Đây. Và protein các thứ thì có vẻ đang thiếu lắm, cho nên là ăn luôn đi cho nó lên cái ta. Ok và grab. Ok được rồi đấy, làm thêm một miếng nước nữa là ổn. Trước khi ra đường phải chuẩn bị hết mọi thứ cho nó an toàn. Đây mấy miếng thịt này tôi nghĩ là 3 miếng thịt là được rồi anh em. Ok, mình lên đường đi. Tôi sẽ quên nữa. Đây, vũ khí, cung, đồ đập đá và chặt gỗ nữa là đủ. Ok, tạm thời rời xa ngôi nhà thân yêu, mình phải đi tìm nâng trời chân trời mới đi anh em. Đi thôi, và ở đây nó ở hướng ở dưới này nè anh em, phải đi về hướng nam cái đảo này. Ngồi đằng kia có một con heo kìa anh em, họ kệ tránh xa đi. Cái cách mà tôi thấy dễ đi nhất đó là mình hãy đi theo cái con đường lớn anh em. Đây cái đường nhựa nè, nó sẽ đi ngang qua đây nè. Đây mình thử đi xem, nếu như đi qua đây tôi sẽ đi qua một cái mỏ nữa để tôi đặt một cái máy cắt đúng rồi anh em. Cái máy khai thác quặng, thử xem nó sẽ khai thác cái quặng gì nha. À và nó để card location anh em, màu đỏ nè. Đây là cái chỗ cái xe cút kít của mình này. Rồi nó đánh dấu như vậy thì cũng khá là dễ đi. Và để tôi xem có trái cây gì, có mushroom gì mình cứ lấy về để đề phòng nha anh em. Mặc dù chết thì cũng không có gì ghê gớm lắm trong con game này, nhưng mà kiểu nhìn chết nó đụt đụt như nào anh em, nhìn nó chơi có không không có được pro. Cho nên là có mushroom sẽ chế sẽ tốt hơn anh em. Đây ở đây là một cái có một cái hồ nước và không có con cá sấu nào. Để tôi đây tôi sẽ đặt một cái máy ở đây đi. Đây xây xem excavator. Đây mineral extractor để anh em. Ok và thằng này hình như nó cần cần gì ta, nó cần dầu đúng không? Chắc nó cần dầu mà anh em. Ủa tại sao bây giờ để ở đây nó vẫn xài bình thường vậy? Chả hiểu nữa. Ủa hay là con game này nó có kiểu giống như là mặc dù tôi xây ở đây nhưng mà cái điện nó vẫn lấy điện từ ở trong cái nhà chính của tôi không anh em? Nó vẫn lấy từ cái pin từ cái nhà chính của tôi không? Khi nào vậy không? Đây tự nhiên đây. Đây tôi bấm bật lên là on một cái là nó tự chạy nè anh em. Lạ vậy? Kệ ta cứ để ở đây thử xem. À.
tiếp tục lên đường thôi, để lát nữa tôi vòng về coi 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 nó thuộc được cái quặng gì nha. Ấy, một trái watermelon. Con gì đây? Ủa, tôi thấy cái con gì mà đúng anh em, hay là cái cục đá? À, cái cục đá nó lăn. Ôi, tôi tưởng cái con gì nó lăn 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 xuống chứ. Đây, nó làm cái đường nhựa này nè, để mình cho cái con xe nó update anh em, cho cái con xe tải nó có thể chạy mà. À, quên, cả đêm qua tôi không ngủ anh em, cho nên energy của tôi còn có chút xíu này. Lát nữa hy vọng là tôi đến kịp nha. Tôi đến kịp một cái làng nào đó để tôi ngủ đêm em. Đây, cậu có giường ngủ tạm đi. Và để tôi xem cha, 6 giờ chiều anh em. Có vẻ như tôi phải chạy lẹ thôi. Phải xây được một cái căn cứ cái đã, lỡ tối tụi Hon nó tới thì sao? Đây, và ở đây nó cũng có một cái quặng, anh em không biết nó khai thác cái, ở đây là nó khai thác cái gì, chắc tôi cũng sẽ để đúng rồi, tôi cũng sẽ để một cái máy khai thác ở đây đi nè, để thử xem. Ủa, thằng kia có một cái hang hay sao ấy. Và mình đặt đi, sẽ đặt luôn em đây, và để xem đây. Tôi nghĩ là đúng rồi đó anh em, nó xài điện từ cái từ mấy cái cục pin từ cái nhà chính của tôi hay sao ấy. Đây, mình đi luôn đi nè, mình đi tới gần cũng sắp tới rồi nè, mà tôi sẽ đi tới cái làng đó luôn đi, xong mình xây ngay cái làng đó luôn. Đây, nó nằm ở phía này nè anh em. Tôi đi ở trong đây tôi chỉ sợ gặp sói thôi mẹ. Đây rồi, tới ngôi làng rồi nè anh em. Kia là một cái nhà kho hay sao ấy. Ôi, mà chưa gì đã có một bé zombie bé ban ngày đi lang thang giữa đường rồi. Thì không sợ tai nạn giao thông à. Dở mặt này. Ôi, chạy à, chạy. Chết mẹ, lại gặp zombie. Ủa, làm gì nó đứng đó kìa anh em. À, nó đứng nó gần mình đó anh em. Nó đứng nó gần mình. Trời ơi, má cũng kinh đây. Chơi, nó biết chơi núp nữa. Mẹ, không chừng lại gặp zombie má độn thổ chi thuật nữa thì khổ. Đâu, để mình đi xem vòng vòng, mình sẽ xem hết khu vực thử xem nha anh em. À, không hy vọng rồi anh em ơi, tôi nghĩ là không có hy vọng kiếm được cái này là gì đây? Cái la này hay quá, kiếm được một cái. Đây, đúng rồi, mình vô đây để mình lượm đồ, mình vô làng để lượm đồ anh em, không có kiếm được xe thì mình lượm đồ cũng được đây. Bây giờ là mấy giờ? 7 giờ chiều. À, bây giờ khoan đi anh em, tôi sẽ tối nay tôi sẽ phòng thủ ngay đây thử xem. Đúng rồi, ở đây này. Ôi, ở đâu vậy? What 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 what? À, mày con chó, mày hả con chó, mày chạy đâu? Anh em, tôi sẽ xây ngay cái cửa ngay đây luôn đi. Đúng rồi, mình bắt đầu mình xây đi. Đây đây, mình không cần xây gì nhiều đâu, tôi chỉ cần xây cái hàng rào ở đây là được rồi anh em. Đấy đấy, ra và xây cái cửa đi, xây cái cửa gỗ thôi. Để xây cái cửa kiến được không? À, quên, phải có một cái tấm nền chứ, quên mất. Đây, tôi sẽ xây nó ở đây nè anh em. Đây, mình làm cái cửa ngay đây đi. Ui, ôi, anh mày đang xây nhà mà. Cút cây cho anh. Rồi, xong rồi đó anh em. Tôi đã bị infect nữa rồi. Rồi. À, thôi, ở đâu ra hoài vậy? Mày giỡn mặt, thấy chưa anh em, nó có gì nó biến hình nữa cơ. Biến hình này thì biến hình. Ôi, biến hình hả? Không có. Ôi thiệt. Ok, mình có băng này mà anh em. Đây, nó có băng này thì mình cứ xài thôi. Ôi ôi, bị ghẻ lỡ hai bên luôn. À, tôi nghĩ là mình mà mặc giáp cái chỗ nào á anh em thì nó sẽ không bị. Đây, hai cái chỗ này chết và lét, tôi không mặc giáp cho nên tôi bị nhiễm độc này. Kiểu như máu độc của nó văng lên đó anh em, thế là tôi bị nhiễm. Ôi ôi ai hiểu rồi. Ok, đây xây thôi cái cửa nào. Ok rồi đó anh em, đây bên đây lắp thêm một cái nữa cho nó chắc ăn mẹ. Và tôi quên mất anh em, không có đem theo cái đồ. Đúng rồi, không đem theo cái đồ nâng cấp được. Rồi, ok, tôi có một chỗ để mà tối nay qua đêm mà nha anh em. Không sợ tụi nó vào.
Đây đây thêm thêm một cái này nữa cho chắc ăn. Tụi nó mà vô được đây thì mẹ có mình chết. Đây ngay cái cửa này. Rồi. Thách các thể loại zombie. Đấy như vậy mới yên tâm nha anh em. Tôi lại chuẩn bị sắp chết nữa rồi. Cái làng này khá nhỏ anh em, chỉ có mấy căn nhà thôi à, 3 4 5 cho nên là ok, mình cũng dễ để mà mình đi loot lên em. Hãy bắt đầu từ căn nhà này xem. Và 61 máu. Ở bên đây còn căn nữa này. Right brick. Đây 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 tôi chỉ mong lượm được mấy cái cloth với lại mấy cái Kevlar này anh em để đỡ đỡ phải chế. Cái này là gì đây? Không cần, cái lát này không cần. Ui ở đâu nữa vậy? Cucumber seed cloth đây. Đây hạt dưa leo. Còn này hạt gì? Hạt dưa hấu. Hạt dưa gan chứ melon là dưa gan anh em, watermelon mới là dưa hấu. À và tôi để tôi quên mất phải đem một cái đuốc chứ anh em, để cho nó sáng sáng lên cái coi. Ôi ơi nó vô cả nhà luôn này. Mày vô nhà con chó, mày vô nhà anh này. Vô nhà anh mày này. Ngon. Rope hả? Thôi rope này có nhiều mà cần gì? Mechanical part hả? Thôi cũng cần luôn, tôi chỉ lấy đây mấy cái hạt đi anh em. Chỉ lấy hạt và những cái đồ mà chế quần áo thôi, vải vóc và nọ thôi, không cần mấy cái thứ kia đâu. Là gì? Cucumber không cần luôn. À, đi đâu đây? Anh này đi đâu đây? Anh này đi đâu đây? Úp mặt vô tường cho tôi. Ui, thêm một con bên đây nữa à. Mày chạy, mày chạy, mày chạy này. Ôi con zombie nó sợ tôi nè anh em. Mẹ nó thấy tôi nó quay lưng nó chạy. Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui. Ôi sao con này cái tiếng nghe ghê vậy? Mày hả? À? Mày. Hình như trong đây chỉ có hai loại zombie anh em, loại zombie đầu chọc với cái con zombie bò bò mà đầu xù hay sao ấy. Chết mẹ nhưng mà buổi tối à có banh đét này hay quá. Rồi qua vậy mình chữa luôn đi. Chết mẹ còn 34 máu thôi tôi cho chết luôn đi anh em ơi. Cho nó đầy máu. Potato này bắt chip. Cái này thêm medical bandage này hay quá. Thằng này không có lầu à? Đúng rồi, thằng này nhà này không có lầu anh em. Đây là nhà nghèo nhất xóm rồi. Nhưng mà tôi phải làm sao, chết mẹ tối quá tôi phải làm sao. Phải làm sao chế được cái đuốc đi anh em, để tôi nhớ coi cái đuốc nó dễ chế không ta. Đây ngọn đuốc đây stick và plant fiber. Ô dễ chế quá này, thôi thì tôi chế mẹ nó luôn đi. Đúng rồi, tôi sẽ ở đây một đêm nay mà. Vậy thì stick thì mình chặt cây đi. Ô nữa à, ở đâu ra vậy? Ôi cái con bò anh em ơi. Ê dồi ôi. Đúng rồi, à rồi rồi rồi, cho mày chết cho con. Ok, tôi sẽ cho. Nói chết tôi cũng chết luôn. Lambada. Alacha. Mày dở mặt. Ôi 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 nặng quá, thôi bỏ bớt cái này đi. Cái này đâu cần nữa. Try brick gì đây. Okay, mình sẽ lấy một cái stick cho anh em. Và phải có một cái workbench đây, để ngay đây luôn. Stick và cái đuốc thì stick và 5 plant fiber. Stick là 5 plant fiber. Ok. Cắt đi. À quên, như dư đồ quá phải bỏ bớt một món ra chứ. Để tôi bỏ cây cung qua đi anh em. À không, bỏ cái đồ đập đá ra đi. Đúng rồi, mình chưa lúc này mình chưa cần đập đá đâu, mà phải nhớ phải lấy lại nha. Tôi hay cái vụ tôi hay quên lắm anh em.
Và đúng rồi, cho nó sáng lên. Mày đập nhà anh, mày đập nhà anh à, đập nhà anh. Rồi tôi chuẩn bị lên dĩa anh em. Đâu để coi coi. Đúng rồi, còn có ba máu à. Đây cho lại lên dĩa nữa. Đây cho một cái chết cho nó sáng sủa cái coi. Ba. Tôi thui thì thế này. Ok, rồi sao? You have died. Ôi giời ơi, you have died. Trở về nhà ở đây. À tôi quên anh em, mình ngủ ở đâu thì mình checkpoint ở đó mà tôi quên mất. Ôi giời ơi. Tôi quên mất. Biết vậy đúng rồi, phải xây một cái giường anh em, xong mình checkpoint. Ôi giời ơi, thôi kệ nó vậy, tối nay tôi lại thủ tiếp tục ở đây đi anh em. À, để sáng mai tôi trở lại đó thôi. Nè 10 giờ à, tụi nó cũng sắp tới rồi, đêm nay thủ thêm ngày nữa đi anh em. Và đồ đạc của tôi thì ok, nó vẫn giữ lại nha anh em, nhưng mà cái cây mỏ chim, cái cây cuốc chim bằng sắt tôi quăng ở đằng kia. Ok, vậy mình nên ăn uống tí đi anh em. Nè, đây mình vẫn cứ ăn thịt thôi, để bữa sau đi. Sau mình sẽ nấu một cái món gì đó cho nó ra trò cái. À, tôi nghĩ là được đó, tôi sẽ đi ngủ thôi, chờ tôi nó tới luôn. Đấy anh em, 13, bây giờ lên 14 rồi này, mỗi ngày nó tăng một con, hay lắm. Ui, đánh vậy mới đã nè anh em. Vậy là tôi càng sống, coi như cả tháng tăng lên 30 con nha anh em. Ôi dồi ôi, kinh đấy. Thử xem, thử xem. Nó sẽ đi đường nào. À quên, và bên kia tôi xây mà tôi chưa có nâng cấp anh em, cho nên là tôi sẽ bỏ bớt cái cung đi. Đây tôi qua bên đây tôi nâng cấp cái đống gai bên này coi. Rồi đống gai bên này. Quên, phải đi ra ngoài chứ. Đấy. Ôi ơi, tụi nó tới rồi em ơi, tôi nghe tôi tiếng tập gia rồi. Tụi nó đâu vậy? Mày chết cho con, lên dĩa. Ôi ơi, phía trước này đúng không? À đây. Ôi vãi, đêm nay kinh quá. Ôi ơi, con mắt thằng này khôn quá anh em, nó đập cái cửa nhà tôi này. Ôi con này khôn vãi. Mày khôn, đóng lại, đóng lại, đóng lại. Ôi 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 điệt, anh em thấy không, cái tiếng mà người la ẹ ẹ của tụi nó má nghe kinh lắm anh em, nghe rất là ồn, bởi vậy mẹ bắt tụi nó về, má tụi nó la cho má cho biết banh lỗ tai anh em ơi, cho nên là thôi đừng có bắt tụi nó về, bắt nhốt tụi nó mẹ, không chết gì bị tụi nó đấm mà bị chết gì coi như là banh cái màn nhĩ. Mẹ cái con này nó khôn thiệt chứ, mẹ nó đâm ngay cái khúc này. Rồi anh mày xây ở đây luôn. Đúng rồi, anh em nói thấy tôi nói đúng không? Càng ngày nó càng đông quá anh em, cho nên là cái AI tụi nó đông quá, tụi nó sẽ mấy cái con còn lại nó không kịp đường ra, nó sẽ đi kiếm cái chỗ khác để nó đập những cái chỗ trống trống ấy, cho nên là ok đấy. Tôi phải ngay đây luôn và đây luôn. Đấy, xây hết, tôi xây hết luôn em, không để cho nó vào nữa, không để cho nó đập nữa. Đấy. Rồi. Trời ơi, bầu đoàn thê tử chết chưa trả ở đây này. À, vết hết. Mấy con zombie này mình loot được nó cũng khá khá đồ hữu dụng quá anh em. Cái lông chim này giờ tôi có thể xây thêm quần áo nữa này. Ok, hàng rào kẽm gai như vậy là chắc con mẹ nó trắng rồi, khỏi lo nữa rồi.
Cả bây giờ đi ngủ hả anh em, để sáng mai mình trở lại chứ. Cái trời tờ mờ sáng rồi. Dạ tôi sẽ đi lại luôn anh em. Đây không nói nhiều, đi lại luôn. Kiếp là à đúng rồi anh em, tôi sẽ cầm theo mấy cái đồ đạc luôn. Tôi sẽ không trở về đây anh em, tôi sẽ đi nguyên một vòng thử xem. Xong rồi sau này mình mới trở về. Đây. Là mình đi tới đâu mình xây tới đó cũng được. Ok luôn. Hay, dĩ nhiên là mấy cái căn cứ phụ sẽ không bự bằng cái căn cứ chính này đâu anh em, nhưng mà đây đúng rồi đây, chứ đâu có thời gian để mà quay trở lại đây. Tiếp tục hành trình nha anh em. À quên anh em, lỡ đã đi trở lại, bây giờ tôi sẽ check thử xem cái này nó được cái quặng gì nha anh em. Hy vọng được cái quặng nào nó lấy sắt thép đi anh em, thép chứ steel chứ anh em. Này à, coban. À, cái mỏ này là mỏ coban nha anh em, nhưng mà coban để làm gì không biết. Coban hình như ra steel phải không? Để tôi được thử đây, tôi thử đem hai cục thử xem anh em, rồi tôi nấu nó ra coi nó được cái gì nha. Đây rồi, cuối cùng cũng trở lại. Và ok, từ từ, anh mày vô cái đã, anh mày xây. Rồi tụi nó tới nữa kìa anh em, mẹ mà có cả chó sói nữa. Ok, tôi phải xây một cái chỗ ngủ đây đi. Đây đây đây, bed, ok. Bed để đâu? Bed hình như mình phải đúng rồi, mình phải để cái sàn rồi anh em ơi. Cái vậy thôi mình lắp sàn luôn đi. Đúng rồi. Ở đâu thì cũng là nhà cho nên là cứ xây sàn cho nó đẹp. Rồi. Furniture bed mình đâu ngủ ngủ ngay đây đi. Rồi ok, tôi sẽ xem cái anh em. You bed dry mouth hả? Oh, spawn enable. Ok, đó anh em, tôi phải bấm chuột phải thì cái chỗ này mới nó mới là cái chỗ spawn của tôi. Ok, ngon lành rồi đấy. Và cái cây audit. Mày ngon, mày ngon. Cây cuốc chim của tôi đâu rồi anh em? À nó đây này, chết mẹ mém nữa là xây. Mém nữa là mẹ bị xây xây cái nền nó đẹp mẹ lên này. Bây giờ phải xây một cái đi, một cái đề độ, một cái đồ để vũ khí lên em. Đây để ngay đây luôn, có gì lấy cho nó dễ. Ok, bây giờ đang là trời sáng mà không cần đuốc đâu, cất đuốc đi, mình lấy cái cuốc chim đi. Ok, mình sẽ tiếp tục coi thêm cái, tôi sẽ xem kiếm cái được coi có con xe không nha anh em. Và mình đút đồ ở đây đi. À quên, đây tôi làm cái chỗ để đồ nữa chứ tôi quên mất, ở đây luôn. Nên là tôi cứ xây mấy cái thùng đi anh em, để có gì mình để cho mình loot cho nhiều, mình để chứ không thôi túi đồ của tôi nó còn nhỏ quá. Đây Kevlar và ba cái thứ này mình cất đi, tại mình loot rất là nhiều đồ. Ôi giời ơi, cái con nào nó gừ nghe ghê vậy. Thì giỡn mặt với anh mày à. Ok, được rồi đấy, tôi nghĩ được rồi đó anh em. Để đi tiếp tục xem từng nhà đi anh em. Đây nãy tôi lấy cái căn nhà này tôi chê nó nghèo không có lầu, bây giờ tôi qua căn nhà này xem, căn nhà này bự chà bá luôn này. Thì đây quan thang không cần. Đây tôi chỉ lấy cloth, Kevlar này nọ nha anh em, những cái thứ coi rất là thiếu, rất là khó chế. Thì đây biofuel cũng được. Ôi cái bẻ cái gì vậy? À có đồ ăn, baked potato, lít o ta lâu này. Cái này là tiếng của con dê nè anh em, mẹ nghe như tiếng em bé thấy mà ghê. Cái nhà này cũng không có gì nhiều, qua một căn nhà khác xem. Và tôi phải đi để ý coi có con xe không nha anh em. Con xe tải nhìn nó màu đỏ nhưng tôi nghĩ là nó sẽ không để. Đây rất là dễ thấy chứ đúng không anh em. Ui có một con cáo kìa. Ủa bả cáo rồi cù dê zombie má đi lang thang cái ve ghê vậy. Ủa đằng kia một đống zombie nữa kìa anh em, 1 2 3 4. Ôi đệt đông quá.
đông lắm. Ôi, từ 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 anh yêu ơi, từ từ anh yêu ơi. Nào, anh yêu hãy tới đây. Say thế mẹ mày luôn. Ok. Rồi mày chạy đây. Chết bà đi, chết bà đi. Đúng rồi, dính rồi con, dính rồi con. Dính rồi. Đây, vậy cho nó khỏe anh em. Cái con kia chạy đâu rồi? Ôi để mấy con này nó bò ghê quá. Mày dính rồi nha con. Mày giỡn mặt hả? Chết đi. Chết đi. Ôi ơi, bị nó đấm ra bả rồi đây, để coi hình như tôi còn cái băng mà. Chết mẹ, xài hết băng rồi nè. Là chuẩn bị lên dĩa rồi, ok. Mẹ, nó chán ghê vậy. Bandit. À, mấy cụ Bandit là hay quá. Chết luôn đi anh em. Xài luôn. Mẹ cứ bị nó đấm một cái là bị infect rồi anh em, chán ghê vậy. Là gì? À đây anh em, đây là những cái gì nè, cái này là những cái blueprint, những cái công thức nè anh em. Đây, kiếm được một cái rồi nhé. Đây cái nhà tôi xây ở đằng kia, vậy thì khúc này đây ba căn nhà này check rồi, căn nhà này chưa check nè anh em. Đây. Đúng rồi. Đây, và đúng rồi anh em, tôi bằng cách đó, tụi nó không đông nhưng mà tụi nó đánh đấm bị chảy máu, bị infect, bị nhiễm độc, cho nên là tôi xây mấy cái hàng rào anh em, để có gì mình đứng mình phòng thủ cũng được, cho nó đâm vô thôi đỡ phải chém, mệt mất công. Chứ mà cứ tình trạng bị đấm một cái là bị nhiễm độc thế này má khổ quá. Bon sát cũng được đấy, bon sát này cũng hiếm nè anh em, chế từ xương động vật ra. Cái căn nhà này cũng không còn gì hết. Ui ở đâu vậy mày, mày chạy đi đâu? Đây còn mỗi, vậy là còn mỗi hai căn nhà này và không có xe nha anh em. Tôi nghĩ những con xe tải nó sẽ để ở những cái kho hàng anh em, đúng không? Kho hàng bự bự giống trên kia kìa. Đây check hết nhà, tôi sẽ đi kiếm trong kho hàng đó thử xem. Ôi sao lại có một cái lông ngay đây nữa này. Nãy giờ kiếm medical kit ngay hay quá. Nãy giờ kiếm cũng khá là nhiều đồ ăn nên tôi nghĩ là tôi nên ăn ăn đi nè. Đây nãy giờ kiếm được khoai tây quá trời này. Và làm miếng nước đi. Ok hết hết cả nước rồi. Ô cái chỗ này đây nè, medical park quá trời nè, lộn bandit quá trời nè anh em. Hay. Đây tôi chỉ hy vọng kiếm được những cái thứ này là được rồi. Còn mấy cái đồ mà hiện đại thì tôi đã có rồi, không cần nữa nha anh em. Ok, hình như là khu vực nhà ở đây đã xong hết rồi anh em. Không có con xe tải nha. Vậy là khu này không có rồi. Mục tiêu của tôi kế tiếp là tôi sẽ đi tới cái khu vực này xem em. Cái khu vực này cũng có nhà cửa nè. Và ở đây hình như là chỗ cái đám cá sấu nó ở nè anh em. Để có thể may mắn thì tôi sẽ lột da nó và làm một cái túi ba lô bự hơn coi. Mày chạy đi đâu? Ồ, thôi chạy vô đây đi anh em, chạy vô đây núp. Một hit hai em. À, để tôi xem. Đây tôi nghĩ là những cái xe tải là phải để ở những cái chỗ này nè anh em, những cái khu làm việc này nọ, canh tác này nọ đấy. Vậy là chỗ này không có rồi. À, nói vậy tôi sẽ gom bớt đồ ở đây cho mình lên đường đi anh em. Bữa sau tôi sẽ lên đường, đúng rồi, khu vực này nhanh em, tới giữa trung tâm thử xem nó như thế nào.